Xin chào các bạn, hôm nay là lý Inox Tiến Đức. Chúng tôi xin giới thiệu các bạn cái mẫu bồn cầu một khối kết hợp với nắp rửa cơ. Dòng bồn cầu được Inox cho ra mắt vào đầu năm 2021, mang cái mã hiệu của bồn cầu là AC902 kết hợp với nắp rửa cơ CVKS S32VN. Thì cái dòng nắp rửa cơ S32VN này nó cũng là cái dòng nắp rửa cơ mẫu mới nhất của Inox tại thời điểm 2021 này, và nó là cái nắp rửa mà được cải tiến thêm, có các cần gạt ở đây được thiết kế nó đẹp hơn những cái mẫu phiên bản cũ đó. Và các bạn sẽ xem chi tiết hơn về cái bồn cầu AC902 này. Nó là bồn cầu liền khối và thiết kế với thân xứ là thân xứ đầy. Thì những mẫu bồn cầu mà có thiết kế thân xứ đầy như thế này á, thì nó sẽ vệ sinh lau chùi nó sẽ dễ hơn, và nó sẽ thiết kế đẹp mắt hơn. Về cái dòng bồn cầu một khối á, thì các bạn sẽ thấy là bồn cầu một khối á, là nó sẽ có cái két nước và cái thân cầu liền nhau như thế này. Thì còn những dòng bồn cầu hai khối á, thì cái két nước này nó sẽ riêng, còn cái thân cầu này là riêng đó. Và cái dòng AC902 này á, thì Inox nó được thiết kế là tôi thấy thiết kế cái nắp bồn cầu này khá là đẹp mắt. Nó thiết kế cái nắp bồn cầu mỏng và rất là tiện dụng như thế này. Và bồn cầu này là bồn cầu hai nút nhấn, và chế độ của bồn cầu này là chế độ xả xoáy. Xả xoáy tức là như thế nào? Đây đó, là nó sẽ tạo ra dòng xoáy nước đúng, giúp để chất thải nó êm ái hơn. Và cái dòng những cái dòng bồn cầu này nó cải tiến hơn là công nghệ thiết kế vành rim không góc khuất này. Tức là sao? Tức là chúng ta sẽ lau chùi ở cái thành của cái bồn cầu này một cách dễ dàng. Nó không như những dòng bồn cầu cũ như trước đây. Ví dụ như những bồn cầu cũ trước đây đúng không? Thì nó sẽ có những cái vành như này nè. Đó, các bạn sẽ không lau chùi được những cái kẽ ở bên trong này. Còn riêng cái dòng bồn cầu mới năm 2021 này thì nó thiết kế cái vành rim này không góc khuất nha. Thì các bạn có thể lau chùi nó đơn giản dễ dàng hơn. Và cái bồn cầu AC902 này nó cũng có thêm cái lớp men công nghệ Awa Ceramic. Thì công nghệ Awa Ceramic đó là cái lớp men của riêng đó của thương hiệu Inox này. Nó là cái men chống bấm bẩn trong cái lòng bồn cầu. Và cái nắp rửa cơ S32 này đang được gắn cho cái bồn cầu AC902. Và ngoài ra thì nó có thể gắn được những cái dòng bồn cầu khác của Inox nữa, chứ không riêng cái bồn cầu này đó. Và những cái công nghệ nắp rửa cơ thì nó các bạn sẽ sử dụng cái cần gạt này đó. Khi mà các bạn gạt đó thì nó sẽ xuất hiện cái đầu vòi ở đây. Đó, cái đầu vòi ở đây nè, nó sẽ ra và nó sẽ rửa cho các bạn nè. Đó, cái đầu vòi này thì nó sẽ bắn nước ra rất là mạnh. Đó, các bạn sẽ điều chỉnh mạnh nhẹ ở đây. Đó. Và hiện tại thì cái bồn cầu AC902 nắp rửa cơ CVKS S32VN này thì đang được bán tại đại lý Inox Tiến Đức. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này á, có thể liên hệ vào số hotline bên dưới hoặc là truy cập website tdm.vn để hàng trực tuyến. Chúng tôi có dẫn một cái đường link chi tiết ở bên một thông tin bên dưới video á, các bạn phải nhấp vào đó và phải để xem chi tiết hơn về sản phẩm và xem giá bán của sản phẩm và đặt hàng trên website của chúng tôi. Cảm ơn các bạn theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.